Không chào chị ha, em là Vân, là trợ lý bên lớp của thầy. Thì hôm nay nhân dịp là Tết cũng gần đến tới nơi rồi, thì mong muốn là mọi người đều có một cái Tết, một mùa xuân ấm áp bên gia đình, và đặc biệt là phải ấm no đầy đủ. Thì bản thân mình đó thì mình có đầy đủ gia đình ba mẹ, thì bên cạnh đó thì mình cảm thấy là rất là thương cho mấy em nhỏ ở những cái mái ấm. Mái ấm thì có nhiều bé thì bị bỏ rơi từ lúc sinh ra, thì có một cái mái ấm thì họ sẽ nhận mấy bé về thì người ta sẽ chăm lo. Thì ngoài ra có các mạnh thường quân ủng hộ cho mái ấm nữa. Thì nhân dịp Tết này thì công ty của mình, em heo này, thế là em heo hồi trước giờ là công ty là nuôi hai bạn, một bạn đợt trước á, thì nhân dịp Tết Trung Thu thì tụi em cũng đã mang một phần quà cũng như là một tiền công này để ủng hộ cho mái ấm. Thì hôm nay em heo này em nuôi hồi, công ty nuôi hồi 15/9, tính ra là cũng 3 tháng mấy. Thì hiện tại mái ấm mà công ty chuẩn bị đi đến là mái ấm Thiên Thần ở quận 9. Thì nó ở địa chỉ là 203 đường số 1 phường Đông Trường, quận 9. Hiện tại cái mái ấm là đang nuôi là 69 trẻ, là từ sơ sinh cho tới học lớp 1, lớp 2 á. Thì khi mà đến mái ấm thì có rất là nhiều cảm xúc, tại vì nó sẽ chia từng khu ra. Có những bé sơ sinh á, mới sinh được có tầm khoảng mấy ngày là đã có mặt ở mái ấm rồi, mình rất là sót. Đặc biệt là trong cái quá trình mà mình đến mình chơi cùng các bé, các bé nó rất là bốn người, đó là đúng là bốn người luôn. Tại vì ở đó thôi dạng như là không có người lớn chơi chung nhiều á, thành ra khi mà trong cái quá trình tiếp xúc á, thì thấy mấy bé rất là tội nghiệp. Thì như đợt trước đó, tụi em đi đó, thì có những cái trường hợp thế này, tức là khi mà cầm, có những bé 5-6 tháng mà nó tự cầm bình sữa uống, mình cảm thấy là khi mà ở nhà mình á, thì có những bé con mình chăm sóc rất là kỹ. Nhiều khi mình cầm bình sữa cho nó nhơi á, nhưng mà đối với những trẻ đó là nó đã có một cái ý thức tự lập từ nhỏ. Thì trong đợt dịp này nè, thì tụi em sẽ đặt anh heo này ra để trích một cái phần này, để hoàn trong phần chi phí này tụi em sẽ mua những cái vật dụng thiết yếu cho trẻ từ sơ sinh cho tới 18 tuổi, để như là sữa, xà bông, nước rửa bình. Thì đợt trước tụi em có mua những cái phần quà đó, đặc biệt là để phòng hiện kim nữa, để cho mái ấm sẽ mua quần áo mới cho các bé. Thì Tết mà ai cũng không muốn là có quần áo mới đẹp luôn, đặc biệt con nít lại càng thích hơn. Thì em mong muốn là về cái phần mà thời gian á, thì tụi em lên kế hoạch là cuối tuần này là tháng 1, vào lúc 7 giờ sáng thì tụi em sẽ tập kết ở Cô Út Mắt Sao Lộ Hà Nội, sẽ cùng nhau đi xuống dưới mái ấm. Thì các anh chị mà đã từng tham gia các khóa học bên công ty á, cả anh chị Kimono và anh chị Samurai luôn. Nếu mà anh chị nào mà ngày buổi đó thì mình sắp xếp được thời gian á, thì đi chung với tụi em cho vui. Thì lâu lâu mình có dịp mình gặp gỡ nhau, tức là mấy anh chị học Kimono nhiều khi mình đã gặp nhau một lần thôi. Thì nhân dịp này nếu mà anh chị sắp xếp được thì cố gắng đi với tụi em ha. Thì anh chị nào mà sắp xếp được thời gian mà đi chung với anh chị em trong công ty á, thì chúng ta sẽ gặp nhau ở 7 giờ sáng ở Cô Mắc Hà Nội, Hà Nội nha anh chị. Thì số hotline em đang cầm, nếu anh chị nào mà đi thì cứ gọi cho em, thì mình sẽ hẹn nhau gặp ở đó. Thì 0907 103 253 gặp Nukute. Rồi, xin chào mọi người nha.